chế độ phải nói là dạo gần đây Tuấn nó chê quẩy rất là căng. Ok thì không biết là cầm slipper đi săn dôm sẽ thế nào, bởi vì đây là lần đầu tiên mình cầm slipper đi săn dôm đấy. Mọi lần trước hình như là chỉ có cầm cung thôi. Úi trời ơi, vâng, tuyệt vời. Tuyệt vời, vâng, bắn trượt rồi. Con dồn chạy nhanh quá. Xây rồi, ủa. Rồi nó đang kiểu như là đang săn đuổi một cái thanh niên xấu số nào đó. Vâng. Ô, thanh niên kia. Úi trời, con mắt như mù. Vâng, tuyệt vời. Nào, ngon. Rồi, tuyệt vời. Như vậy là rình cũng ăn được mạng. Rồi, sao còn thanh niên. Đây rồi. Không nhìn cái gì ạ? Không nhìn ạ? Thôi rồi. Ủa thanh niên cầm bác cả bác M38 đi săn dôm kia thì bá đạo rồi. Rồi, như vậy là mình đã thấy một thanh niên phải sắp mặt rồi. Mình sẽ cận chiến thanh niên này bằng con vũ khí vớt cơ này của mình. Này thì bướng này. Thanh niên không biết gì này. Vâng, tuyệt vời. Như vậy là đã có một tình huống cận chiến ngay từ đầu với thanh niên là chơi zoom. Thì bạn ấy đang có chuyện gì đó cho nên là phải treo rồi. Vâng, zoom treo thì chắc chắn là phải ăn cận chiến rồi. Chế độ zombie hero mà cận chiến bất cứ lúc nào có thể, thậm chí là biết có thể biến thành zoom vẫn cứ cận chiến. Rồi, như vậy là đã một thanh niên đây nhiễm rổ không kịp rồi. Rồi xong. Như vậy, ô tuyệt vời. Vâng, như vậy là zombie còn rất là nhiều máu mà. Ôi trời, xong rồi, ông kìa. Chạy đi. Rốt cả. Rồi, ngu lắm. Không minh lắm. Đồ ngu ạ. Tuyệt vời, anh em thấy sức mạnh. Ôi trời ơi, one hit, one kill. Chạy. Thôi xong rồi. Sao mấy thằng này nó không cào cái thanh niên đi lẻ lên nó cào mình không biết. Nhỏ thế. Đáng nhẽ mình phải làm hero thì mới đúng. Ui, thanh niên chạy ngu người này. Chạy đâu ạ. À đây rồi, đây. Một cào. Ui thôi xong. Như vậy là một thanh niên khác đã tin được mạng của hero rồi. Mình cứ tưởng là trong cái tình huống đó mình phải ăn được mạng hero cơ. Rất chắc là không được. Nhưng không sao. Anh em xông lên đứng ở trên đấy à? Đứng ở trên cào. Xác định. Bắt đầu rồi. Má hero chơi trốn rồi anh em. Được đấy. Ghê. Lên đi anh em. Lên. Cho nó vào viện. Giết. Rồi, tuyệt vời. Như vậy là cào rất nhiều. Như vậy để cho thanh niên khác ăn mạng. Quá nhỏ. Đấy, anh em nhìn cái vuốt của ai à, nhìn trông rất là chất luôn. Và cái phạm vi của con vuốt này nó cũng khá là xa, cho nên là việc cận chiến zombie sẽ rất là có lợi anh em ạ. Mỗi tội là cái kiểu như là nó đâm các loại đâm nó không chuẩn, tự động phọ này. Chạy đi đâu. Ui, xong rồi. Ui, không nhảy được rồi. Cứu, help me. Mẹ ơi, cứu. Rồi thanh niên vừa biến thành zombie cũng đã làm xuống rồi. Đây rồi, thay đạn đúng không? Trời ơi, đau quá. Đấy, bắn đi. Rồi, tuyệt vời, thanh niên cầm JBK. Xác định sắp bật lờ. Đây rồi, 4-5 thanh niên thủ dâm à. Hai thanh niên cùng cầm bom đáp thì sắp mặt hết cả team là cái chắc rồi. Vâng. Cứ như là kiểu chỉ cần sơ hở thôi là sẽ bị biến thành zombie ngay anh em ạ. Mọi sai lầm. Ôi giời, thanh niên này chơi hero nhảy còn trượt nữa này là hỏng rồi. Đi đâu ạ? À đây rồi đã. Ăn cào. Chạy đi đâu. Tuấn lắm xê mà là chúa quỷ thì chạy được đi đâu. Vâng, chết ngay. Đã có một cái kho sinh học đã được mình ăn rồi. Bây giờ chỉ có tìm ra lốt cái thanh niên. Nghe tiếng chém hỏi ở đâu đây. Đây rồi các bạn ơi, xuống luôn. Định trèo đi đâu. Vâng, như vậy là thiếu PK. Thanh niên hero cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt. Trận đấu có vẻ diễn ra với tốc độ khá là nhanh.
độ sang đô bi này thì sẽ thiệt đi rất là nhiều. Nó không cơ động anh ạ. Úi giời, tuyệt vời, như vậy là có một mạng của team tốt rồi. Thôi anh ơi, leo đây, không thấy leo lên bạn ạ. Đây rồi, ô con chó máu, rồi bị đổi. Bị một thanh niên khác cầm khẩu ba chết Evin cái ép mất. Chạy. Anh em cô tôi cẩn thận nhá. Cẩn thận không có leo lên là sức bàn lò cả lũ với nhau đấy. Này thì hướng đấy. Ăn mạng luôn. Vâng, như vậy là phải 3 kim thì mới chết được con zombie con. Rồi. Úi trời ơi, gãy chân. Vâng, tuyệt vời. Như vậy là sức mạnh đã được gia tăng rồi. Đây rồi. Hay lắm. Đây rồi. Lên bảng. Đó. Úi dồi ôi, đen rồi thanh niên ơi. Đen rồi. Hay quá. Chui lồng lên. Nhanh thế nhỉ. Đây rồi. Lên bảng. Úi dồi hết xuất luôn. Úi dồi ôi, chúa quỷ này. Đây. Lượn phượng này. Anh em thấy rất là đau. Vâng, chỉ 2 viên thôi. Chỉ với 2 viên duy nhất là các thanh niên sẽ lên bảng đếm số. Vâng, 1 viên hết xuất. Có cái đậu phộng đâu thế. Rồi, chạy đâu. Vâng, tuyệt vời. Anh em có thể thấy được cái sức mạnh của con ba chết này như là săn rồi đấy. Khá là bá đạo đấy. Rồi, như vậy một thanh niên bị tụt xuống rồi. Cào được thanh niên đấy là sẽ có hero xuất hiện đấy. Mình biết ngay mà. Đây rồi. Anh em, cào nó. Ui, chuẩn. Cứ bình tĩnh đã. Rồi, mình sẽ đi ăn cái kho sinh học. Xong mình sẽ quay lại cào hero. Rồi. Đây rồi, vẫn đứng ở trên đấy các bạn ạ. Lên cào thôi, dễ dàng. Mình cứ tưởng nó nhảy ra làm giật cả mình. Lên. Đó, mọc. Rồi như vậy lại thành máy quay rồi. Đen thế không biết nữa. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đi săn dôm. Bởi vì là hôm nay mình cầm khẩu súng 3Z này và mình thấy khá là thú vị với cái kiểu cầm slipper với lại cận chiến đi săn dôm. Rất là khoái anh em ạ. Ăn ít ăn kim với lại kiểu KS của đồng đội ấy. Nếu mà kiểu như là mình không chơi cận chiến ấy thì chắc hẳn là sẽ được nhiều kim phết ấy. Nhưng mà mình chơi theo kiểu Thôi xong rồi. Ổ dịch. Mình giết cái thanh niên này đã. Tuyệt vời. Sức mạnh được tăng lên rồi. Đâu vậy. Vâng, một tấm đến từ vớt cái này và thanh niên zombie đã ra đi vĩnh viễn. Ôi chậm rồi. Còn vớt cái này đấm mình phải nhắc lại các bạn là đấm rất nhanh, tốc độ rất bàn thò, vì vậy mà kèm theo cái phạm vi cũng khá là an toàn đấy. Việc đấm zombie rất là tốt. Mình khuyên là các bạn nên đấm thường thì là ngon hơn đấy. Còn chức năng đặc biệt của con bước cái line này thì các bạn phải yêu cầu nó khá là chuẩn đấy. Đây rồi, cơ hội anh em ơi. Có cái động phộng. Rồi. Đã có thanh niên mấy zone rồi. Rồi nhảy ra đây đã. Trời ơi, anh em thấy tôi nhảy có đạt yêu cầu không ạ? Các bạn đã đang săn zone bã quá. Trời ơi, không muốn chơi lại. Đây rồi. Đã hút tôi xong rồi. Quả đấy rút vũ khí ra sớm một tí nữa thì có lẽ là đẹp rồi. Cận chiến à. Nghĩ gì có thể Tôi có thể để ông cận chiến cách dễ dàng vậy được. Tôi xong rồi, bị thằng Hezo chém cho sức mạnh lò rồi. À ồn thật. Holy shit. Tát. Rồi, Hezo sức mạnh lò rồi. Đúng chuẩn luôn. Vâng, Hezo đứng im để cho
Zombie nó tát như thế thì không chỉ vài mẹo là đi đâu. Trông thế thôi chứ zombie nó tát nhanh lắm ấy, các bạn. Một phát 5 lít. Tát mấy phát là Hero tái mặt. À, alo. Không được như mình mong đợi, như vậy là trong trận đấu đầu tiên thì zombie đã bị thua rồi. Và người chiến thắng là thuộc về phe Hero chứ phải phe Solider. À, chúng ta cùng tiếp tục làm. Mình sẽ làm thêm khoảng độ 2 trận nữa rồi sẽ dừng clip. Đây rồi. Nhảy đi đâu? Vẫn bị bắn anh em ạ. Đây rồi, hay quá, tuyệt vời. Như vậy là lại một tình huống lấp lốp trận chiến là thanh niên chú quỷ. Tuyệt vời đấy. Phải nói mấy thanh niên chơi zombie nghe hơi kém. Thành ra mình có cơ hội phệt mob lốp rất là nhiều. Chồng mông vào tuấn hát xe là chỉ có bị thông lát thôi. Thông mông chứ nhỉ. Cơ hội. Giật. Thôi xong rồi. Bắn đi anh em ơi. Bắn đi. Rồi bạn tiếp. Ôi giời ơi. Và như vậy là thanh niên khác trận chiến được thành công trong cái tình huống đó. Ok. Khá là bá đạo đấy. Rồi có lẽ là mình sẽ chơi lốt cái hiệp này thôi. Để dừng clip. Tại cũng clip cũng khá là dài đấy. Như vậy là anh chơi khoảng độ hơn 2 trận rồi. À, gần 2 trận rồi. Ui, ghê vậy. Hai thanh niên ở trên cầu sắp mặt lò luôn. Sắp mặt lò, vâng, tuyệt vời. Chạy đi đâu? Múa hay thế nhỉ? Rồi. Úi giời ơi. Vâng. Úi giời ơi. Ngu người. Cẩn thận. May quá nó không lên kịp. Mình cũng phải bắn chặn anh em ạ. Cần tắc là vô ấy nấy. Đừng. Tuyệt vời, hay quá. Kim được mạng luôn. Úi giời ơi. Đi đâu rồi? Thôi xong. Lại có thanh niên nào biến thành rồi. Có biến. Mình biết ngay mà, có biến mà. 5.000 máu, tuyệt vời đấy. Đó, ra đây. Để giết thanh niên là trong máy. Treo máy này. Hay quá. Vâng, như vậy là nếu anh em tiếp tục muốn mình làm những video clip như kiểu cầm Slipper đi săn zombie như thế này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share. Cũng như là subscribe kênh Happy Green TV cũng như là kênh Tuấn HC Official để mình có thêm động lực làm video nhá. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Còn bây giờ thì mình phải chạy đi và cố gắng. Không được rồi. Bye bye, xin chào.